người hâm mộ Đài Loan bị thương vì chen lấn để chào đón Lee Min Ho. Nam diễn viên điển trai Hàn Quốc Lee Min Ho vừa qua đã có mặt tại Đài Loan để góp mặt cho một sự kiện thương mại và sự xuất hiện của anh đã tạo ra một vụ hỗn loạn tại sân bay vì lượng fan tập trung quá đông để chào đón thần tượng của mình. Lee Min Ho sau đó đã lên tiếng cảm ơn sự nhiệt tình của người hâm mộ nhưng cũng bày tỏ mong muốn mọi người giữ an toàn cho bản thân. Vào tháng 10 tới đây, Lee Min Ho sẽ có một chuyến lưu diễn trên toàn thế giới, trong đó Đài Loan sẽ là một điểm đến trong lịch trình. Trong chuyến lưu diễn năm ngoái tới 8 thành phố, nam ca sĩ kiêm diễn viên này đã thu hút một lượng fan lên đến 52.000 người.